thần tài rót lộc, bốn con giáp trúng số liên tiếp, tiền về tới tấp, cực giàu đúng ngày 23 tháng Chạp năm 2023. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, giàu có bất ngờ trong cái ngày 23 tháng Chạp năm 2023 năm Quý Mão. Như vậy là chúng ta đã đi đến những ngày cuối cùng của năm 2023. Và từ đầu năm đến giờ thì có những con giáp cực kỳ là hanh thông thuận lợi, cũng có không ít người là gặp nhiều cái biến cố khó khăn khó lường trong cuộc sống. Và ai khổ thì khổ, đúng ngày 23 tháng Chạp, bốn con giáp bất ngờ trúng số, phát tài vượt bậc, trở thành đại gia, giàu có, vô địch thiên hạ. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã chính thức bước vào những ngày cuối cùng của năm 2023. Đây cũng là cái thời điểm mà người người nhà nhà, đâu đâu ai cũng dồn hết tâm sức, hòa mình vào cái guồng quay và chạy đua với thời gian để mong cầu có thể cải thiện được cái cuộc sống, đón một cái Tết dư giả đủ đầy, không phải lo toan, nợ nần. Hiểu được điều đó thì các bậc thầy tử vi đã luận giải về cái vận trình của 12 con giáp trong những ngày cuối cùng, đặc biệt là trong ngày 23 tháng Chạp năm 2023. Và thật bất ngờ, trong số 12 con giáp, chúng ta sẽ có 5 con giáp bất ngờ được thần tài chiếu mệnh tận cửa, ban cho cái lộc lá, làm gì cũng được, phát tài phát lộc. May mắn liên tiếp nó ập đến, làm đâu thì chúng đó. Đúng ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì tiền bạc chất cao như núi, sống cả đời hạnh phúc giàu sang phú quý. Nhờ biết được những cái bí mật này về tính cách, về cái vận trình công danh tài lộc sự nghiệp. Vậy nên là gì? Quý vị có thể tiến hành công việc làm ăn kinh doanh. Nếu mà bỏ qua thì tiền bạc sẽ đội nón ra đi hết. Cái vận trình nó xuống dốc. Và để có thể tận dụng được hết thảy những cái vận may của mình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Biết đâu quý vị lại chính là một trong những con giáp trời ban, có số mệnh giàu sang phú quý, cả đời hưởng phúc. Từ đây sẽ được quý nhân phù trợ, thần tài ở bên cạnh, và cả đời có thể nắm bắt được kỹ hơn về cái vận trình của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, ai khổ thì khổ, đúng ngày 23 tháng Chạp, bốn con giáp bất ngờ trúng số phát tài vượt bậc, trở thành đại gia, giàu có, nhất nhì thiên hạ. Con giáp, số mệnh giáp vàng, ngày 23 tháng Chạp đầu tiên, xin được chúc mừng những người tuổi dần. Dự đoán trong ngày 23 tháng Chạp thì cái vận thế của những người tuổi dần cũng rất là tốt, đặc biệt là cái tài vận. Trong khoảng thời gian này thì những người tuổi dần cũng kiếm được là nhờ dựa vào các mối quan hệ vượng phát của mình. Trong sự nghiệp sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi việc đều có người dẫn đường chỉ lối, khó khăn cũng có người gì cùng tháo gỡ, được cấp trên tin tưởng và giao cho những cái trọng trách quan trọng hơn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng được đồng nghiệp tin yêu, công việc của những người tuổi dần sẽ mang lại cái hiệu suất cao. Do đó, con giáp này nên nhân cơ hội vàng này để thử cái vận may của mình. Quý vị có thể mua một cái tờ vé số chơi chơi, biết đâu lại gì trúng độc đắc. Và cái tỷ lệ trúng giải độc đắc cũng khá là cao. Ngoài ra, những người tuổi dần ấy, trong thời gian này thì cũng thường được cái phúc tinh nó phù trợ, cho nên sẽ có nhiều cái cơ hội để thăng tiến trong công việc. Lương thưởng từ đây trong ngày 23 tháng Chạp cũng được tăng lên chóng mặt. Gia đình thì có thêm nhiều cái chuyện vui. Chuyện tình cảm thì cũng suôn sẻ, mọi chuyện xui xẻo trước đây cũng đều được hóa giải một cách cụ thể. Về vận trình sự nghiệp, trong cái ngày 23 tháng Chạp này thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm. Những người tuổi dần cũng sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, có nhiều cái cơ hội để phát triển, mở rộng, thăng tiến sự nghiệp của mình. Ngoài ra thì những người tuổi dần cũng được nguyệt lệnh và lưu niên ủng hộ, nên là cũng có nhiều cái dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Đấy. Nói chung ấy, lại có nhiều cái cát tinh phù trợ nữa, nên là nó cũng sẽ thúc đẩy mọi việc tiến hành được suôn sẻ thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi dần mưu sự lớn. Cái việc kinh doanh buôn bán thì ngày càng tấn tới, được lộc trời ban, ký kết được nhiều cái hợp đồng có giá trị. Đặc biệt là những ai đang làm trong cái lĩnh vực về môi giới, tư vấn thì lại gì càng gặp nhiều cái chuyện suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.
Trong ngày 23 tháng Chạp sẽ có một vài cái thời điểm mà quý vị cũng sẽ phải bận rộn đấy, nhưng bù lại thì lại thu được những thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, song hành với cái vận quý nhân là cái vận tiểu nhân nó rình rập. Cái sự xuất hiện của một vài cái hung tinh nó cũng là minh chứng rõ nhất cho cái điều này. Vì thế những người tuổi Dần nên thận trọng và khéo léo khi mà hành xử xã giao để sao cho vẫn được lòng cấp trên mà không bị tiểu nhân quấy phá. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Thì bên cạnh cái vận trình công việc sự nghiệp nó hanh thông thì cái tài lộc của những người tuổi Dần trong cái ngày 23 tháng Chạp gì cũng được gì thần tài ghé thăm, mang tới nhiều cái lộc lá rực rỡ hơn cho những người tuổi Dần. Nếu như ai biết tận dụng cái cơ hội tốt này có thể thì gặt hái được nhiều cái thành công thắng lợi ở khía cạnh công việc của mình. Những người làm công ăn lương ấy, thì cũng chỉ cần chăm chỉ nỗ lực hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn thì cũng sẽ được ghi nhận và thậm chí sẽ nhận được cái khoản tiền thưởng nhờ cái thành tích của mình. Ở những cái ngày cuối năm này ấy, thì cái tài vận của những người tuổi Dần nói chung là ngày càng có xu hướng khởi sắc và ổn định hơn trước rất là nhiều. Những người làm công ăn lương thì nên tiến hành mọi việc để cho nó được suôn sẻ và có nhiều cơ hội để khẳng định cái năng lực, có thể sẽ được đề xuất tăng lương một cách hợp lý, dễ dàng được cấp trên phê duyệt. Còn với những người kinh doanh buôn bán làm trong lĩnh vực môi giới, thu nhập cũng sẽ tăng lên đột biến trong cái ngày hôm nay. Thì ngoài cái nguồn thu chính, gia chủ còn được gì hưởng cái mức hoa hồng tiền thưởng đáng kể. Nhìn chung ấy, cái chuyện kinh doanh phát đạt, có lộc trời ban, tiền bạc tài lộc lúc nào cũng rủng rỉnh. Có điều là trong cái ngày hôm nay thì cũng phát sinh nhiều cái khoản chi tiêu lớn như là gì chuẩn bị sắm sửa Tết, cải tạo lại mộ phần gia tiên hoặc là gì chi phí đi lại cũng khiến cho những người tuổi Dần cũng tiêu tốn không ít tiền bạc. Vậy nên quý vị cũng cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu rõ ràng để hạn chế mua sắm những cái món đồ không cần thiết, tránh bị cái hao tài tốn của vì những cái thứ không đâu. Thế nhưng vẫn có một số những người tuổi Dần trong thời gian này dù đã có những cái thành quả nhất định nhưng vẫn có chút lưỡng lự và hồ nghi, không dám mạnh tay để đầu tư kinh doanh. Lời khuyên dành cho những gia chủ tuổi Dần là nên phân bổ cái khoản tiền đầu tư của mình một cách hợp lý để luôn có một phần tiền đầu tư an toàn và một phần đầu tư cho cái mạo hiểm lãi suất cao, đồng nghĩa với rủi ro cũng cao hơn, nhằm dễ dàng thu hút cái tài khí, cái may mắn về tài chính của những người tuổi Dần trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong cái ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Dần nên ứng dụng phong thủy để gì gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để mang lại cái sự giàu sang phú quý, may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, người có số giàu sang chẳng nói làm gì, nhưng mà nếu mà bạn đang làm ăn khó khăn, kinh doanh thất bát, cần phải là gì có một cái nghị lực phấn đấu để có được cái cuộc sống tốt hơn. Khi mà tiền bạc dư dôi thì quý vị cũng nên nghĩ đến cái chuyện chi tiêu sao cho hợp lý và nên có kế hoạch sử dụng cái nguồn tiền một cách hợp lý cho cái chuyện đầu tư sinh lời để cho tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, một khoản tiền tiết kiệm để phòng khi thất bại cũng là một trong những cái khoản tiền mà quý vị cũng cần phải lưu tâm. Đây là hai khoản tiền lúc nào mà quý vị cũng nên có trong nhà. Tiết kiệm tiền cũng là một cách mà người Việt chúng ta hay áp dụng để tăng cường cái tài lộc. Khi số tiền tiết kiệm đủ lớn thì còn có thể là đem ra bù với khoản gì khoản vốn kinh doanh nữa. Tuy nhiên, theo thói quen thì chúng ta cũng thường hay nghĩ đến cái việc tiết kiệm tiền ra sao và để đâu cho an toàn, cho có lời lãi, cũng được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, kỳ thực cái vị trí tiền trong nhà cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận của gia chủ.
Cái việc đặt tiền ở đâu để có tài lộc hàng ngày để được tăng tiến. Ngoài cái việc gửi ngân hàng ra ấy, thì nhiều gia đình lựa chọn cách mua két sắt để đặt tiền. Nhưng nếu các bạn biết áp dụng cái mẹo trong phong thủy thì cũng sẽ gì giúp cho mang lại cái may mắn và tài lộc nhiều hơn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến là những người tuổi Dần. Đó, những người tuổi Dần là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai thì đó chính là những người tuổi Hợi. À, quý vị thân mến, xin được chúc mừng những người tuổi Hợi, con giáp có cái năng lực ứng biến nhanh. Thời gian gần đây thì cái nguồn thu bên ngoài của những người tuổi Hợi cũng rất là thuận lợi. Hơn nữa, trong cái ngày 23 tháng Chạp, do gặp được quý nhân nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên cái tài vận của những người tuổi Hợi cũng cực kỳ là hanh thông. Quan vận cũng vô cùng là gì là bùng phát. À, cũng trong cái khoảng thời gian này thì những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội trúng thưởng, trúng những cái giải đặc biệt và với cái số tiền là không hề nhỏ. Nếu biết nắm bắt lấy cái cơ hội thì chắc chắn quý vị sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm. À, trong sự nghiệp chỉ cần duy trì cái thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và gì có cái trách nhiệm thì quý vị sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ, có cơ hội tạo những cái bước ngoặt lớn trong cái vận trình sự nghiệp của mình. À, cụ thể may mắn về sự nghiệp thì cái sự nghiệp của những người tuổi Hợi có nhiều cái điểm sáng trong cái ngày 23 tháng Chạp, ngày Bính Thân. Đó. Do có rất nhiều cái yếu tố thuận lợi nó xuất hiện, có thể thấy rằng mọi kế hoạch của gia chủ đặt ra ở cái thời điểm hiện tại thì đều sẽ tiến triển được đều đặn, thậm chí còn được trôi chảy một cách bất ngờ. Thêm nữa, lại được quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, khiến cho những người tuổi Hợi tìm ra cái định hướng đúng đắn để phát triển. Dù có đang mơ hồ về cái tương lai của mình đi nữa, thì gia chủ cũng sẽ dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình. Từ đó sẽ dần dần khẳng định được cái vị thế của mình. Đó. Và tìm ra được cái con đường chính xác với cái tính cách hài hòa cởi mở thì gia chủ cũng sẽ nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. Nói chung ấy, trong cái ngày 23 tháng Chạp thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng, phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh những người tuổi Hợi cũng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Quý vị hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thử thách, bởi cái nguyệt lệnh cũng sẽ ủng hộ giúp cho gia chủ thêm gì minh mẫn sáng suốt và nhanh chóng tìm ra cái hướng giải quyết công việc một cách là gì triệt để. Nếu như mà trong thời gian này quý vị hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao thì gia chủ hoàn toàn có cơ hội lọt vào trong mắt xanh của cấp trên, nhận được những lời tuyên dương, thậm chí là có quyết định thăng lương thăng chức đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. À, quý vị thân mến, về mặt tài lộc thì những người tuổi Hợi cũng sẽ liên tiếp nhận được cái tin mừng liên quan đến mặt tài lộc. Trong khoảng thời gian này thì gia chủ có cơ hội thu tiền về đầy túi. Cái vấn đề chi tiêu cũng không cần phải quá cân nhắc kỹ càng như trước nữa. Thêm nữa, lại là cục diện tam hội nó nâng đỡ, nó đem về nhiều cái cơ hội làm ăn đầy triển vọng cho những người tuổi Hợi. Cái việc của các bạn là lựa chọn cái công việc nào phù hợp nhất với bản thân mình, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc để cơ thể bị mệt mỏi, bị chán nản, và cũng là như là gì để quý vị có thể đạt được cái kết quả tốt nhất. Nếu như mà quý vị đang nung nấu cái kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một thời gian dài vừa qua thì quý vị cũng nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Cái quá trình thực hiện các bạn đôi khi sẽ gặp thêm được nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng sẽ chặn tay tới cái đích đến và nhanh chóng đạt được những cái thành tích bất ngờ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cái việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này quý vị cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong cái ngày 23 tháng Chạp này. Nếu mà chưa có nhiều cái kinh nghiệm ấy, thì gia chủ có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn trọng trong mọi cái dự định, trong mọi cái quyết định của mình, thì quý vị hoàn toàn có cơ hội thu về cái lợi nhuận ban đầu. Thêm nữa, trong cái ngày này thì những người tuổi Hợi làm công ăn lương cũng sẽ hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao và cũng sẽ được nhận được nhiều cái khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào mà lại keo kiệt với một nhân viên xuất sắc như những người tuổi Hợi trong thời gian này. Thì quý vị hãy coi đây là cái phần thưởng để tiếp tục cống hiến hơn nữa trong tương lai.
Bên cạnh đó thì những người tuổi Hợi cũng được tận hưởng cái hạnh phúc do tình yêu đem lại. Các bạn sẽ trở nên ôn hòa hơn, cởi mở hơn, nhiệt tình hơn, đi đến đâu thì cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình thì cũng hòa thuận, cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi tăng thêm cái nhiệt huyết và cái niềm tin vào cuộc sống. Với những người độc thân thì gia chủ hoàn toàn có thể tự tin thể hiện cái tính cách của mình, nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Gia chủ tuổi Hợi sẽ thu hút mọi người xung quanh bởi cái lối hành xử duyên dáng cũng như là cái tính cách hài hước nhưng mà không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải làm ai đó thì những người tuổi Hợi cũng hãy gì tìm cách kéo gần cái mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần các bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu ai đó mà bày tỏ cái sự quan tâm thì các bạn cũng nên gì cân nhắc cho đối phương một cơ hội. Với những người mà đã có đôi có cặp thì gia chủ cũng biết trân trọng cái hạnh phúc mình đang có, nên là luôn chăm sóc cái nửa kia nhiều hơn. Đối phương ắt sẽ gì cũng cảm thấy là cảm nhận được và sẽ dành cho bạn một sự quan tâm tương tự. Trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái may mắn, gia tăng cái thêm cái tài lộc và sẽ giúp để hóa giải những cái hạn tiểu nhân tai ách, cũng như là gì đem lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Hợi trong cái ngày 23 tháng chạp này. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi Hợi. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 23 tháng chạp mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, sau tuổi Dần và tuổi Hợi thì những người tuổi Mão là những người mà cũng gặp được nhiều cái may mắn trong ngày 23 tháng chạp. Những người tuổi Mão là những người đơn giản và lương thiện, thì ngoài ra họ cũng rất nhiệt tình trong cái việc giúp đỡ mọi người xung quanh. Con giáp này rất thích tham gia các hoạt động từ thiện, chính vì vậy họ luôn được Phật trời phù hộ. Do vậy thần Phật cũng phù hộ cho những người tuổi Mão, nên là cái vận may nó cũng liên tiếp nó kéo đến trong cái ngày 23 tháng chạp. Thì ngoài ra những người tuổi Mão ấy còn được thần tài ưu ái, nên là sẽ có những cơ hội nhận được một cái phần thưởng lớn, cái khoản tiền lớn, dễ có cơ hội được gì công việc thì thăng tiến này, tiền bạc thì dồi dào, tình cảm thì được suôn sẻ hanh thông. Ngoài ra ấy, những người tuổi Mão trong thời gian này cũng sẽ nhận được một cái khoản tiền thưởng lớn bất ngờ ngoài dự kiến. Cụ thể là trong thời gian này thì vận trình sự nghiệp của những người tuổi Mão trong cái ngày 23 tháng chạp, khuyên bản mệnh hãy mạnh dạn, mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng quý vị luôn có gì có quý nhân tương trợ giúp đỡ hậu thuẫn, mọi thứ mọi kế hoạch nó cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi hơn. Tất nhiên ấy, để gặt hái được những cái thành công thì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực cùng với cái tài năng của các bạn là không thể thiếu. Quý vị hãy nhanh nhẹ để có thể phát hiện và nắm bắt được những cái cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định được cái vị thế của mình. Ngày 23 tháng chạp thì quý vị có cơ hội được thăng quan tiến chức. Thì ngoài ra cái thời điểm này gia chủ còn có thể kết giao được thêm với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương sẽ đưa cho quý vị những cái lời góp ý, những cái kiến nghị sửa đổi hoặc là những cái gợi ý về cái hướng đi mới, giúp cho những người tuổi Mão có được cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc cũng như là gì, về những cái gì mà mình đang làm, về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với cái suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi thì những người tuổi Mão có thể nắm bắt cái vấn đề vô cùng là nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo cái chiều hướng đúng đắn nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Một vài cái hung tinh nó vẫn xuất hiện trong cái thời gian này, nó là cái dấu hiệu cảnh báo những người tuổi Mão vẫn cần phải cảnh giác trước những cái sự hãm hại của kẻ tiểu nhân. Những thành tích cao cho công việc của các bạn cũng chính là cái yếu tố khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Làm việc gì thì gia chủ cũng cần phải hết sức chú ý, đặc biệt cảnh giác trước những cái kẻ cố tình tiếp cận, nịnh nọt, rủ rê. Vì vậy,
để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và hóa giải cái cục diện là xung sát thị phi tiểu nhân ám hại, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, bên cạnh công việc hanh thông thuận lợi thì cái tình hình tài chính của những người tuổi Mão cũng có những cái chuyển biến tích cực và có thể dễ dàng nhận ra trong cái ngày 23 tháng chạp. Cái cục diện quý nhân nó sẽ tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp cho những người tuổi Mão kiếm tiền về đầy túi, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Trong thời gian này, với những người làm công ăn lương ấy, thì những cái thành tích tốt cho công việc là cái yếu tố sẽ khiến cho cấp trên liên tục dành cho những người tuổi Mão những cái khoản thưởng nóng, thậm chí một số người còn chạm tay vào cái cơ hội thăng chức tăng lương, khiến cho cuộc sống nó trở nên ổn định hơn, hòa hợp hơn. Với những người tuổi Mão trong thời gian này, nếu mà có khoản tiền dư giả thì gia chủ có thể suy nghĩ đến cái việc đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó. Đó. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy đi trước. Như vậy gia chủ sẽ có được những cái quyết định đúng đắn hơn, hạn chế những cái nguy cơ gì hao tốn về tiền của. Đó. Với những người làm ăn kinh doanh, với những người buôn bán thì nhờ vào cái mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những cái mối đầu tư hứa hẹn dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, thì các bạn hoàn toàn có thể thu về cái lợi nhuận bước đầu. Còn với những người mà giàu kinh nghiệm ấy, thì gia chủ sẽ xác định được đâu là cái mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà trở thành cái người dẫn đầu cái xu thế, đem đến cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Muốn vận may nó tăng cao thì cái dòng chảy tài lộc vào nhà nó cũng phải được hanh thông thuận lợi. Vậy nên trong thời gian này quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Đấy, để khiến cho cái không khí trong nhà nó lưu thông, lưu chuyển thuận lợi khắp nhà. Từ vị trí cửa nhà đến cái mọi góc nhà thì đều phải được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tránh để gì quá nhiều đồ đạc sẽ khiến cho không gian trong nhà nó trở nên chật hẹp, chật chội. Không còn cái chỗ cho vượng khí nó vận hành. Và những người tuổi Mão là một trong những người mà sẽ có được cái may mắn tài lộc cực kỳ trong thời gian này. Để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho quý vị cảm thấy là cuộc sống trở nên là gì nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ giúp cho các mối quan hệ trở nên hòa hợp, trở nên hanh thông. Bên cạnh đó nó cũng sẽ gì giúp các cặp vợ chồng, các cặp đôi có thể tiến gần với nhau hơn, tăng cường cái tình cảm, tăng cường cái may mắn cho mình. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Mão cũng cần phải chú ý về cái cách hành xử của mình. Không cần phải vừa lòng hết mọi người mà chỉ cần gì làm vừa lòng những cái đối tượng khách hàng của mình. Đó. Bên cạnh đó, cái vòng tam hợp quý nhân nó cũng sẽ giúp hóa giải những cái xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 23 tháng chạp ngày Bính Thân ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, dự báo cái ngày 23 tháng chạp thì những người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều cái điều cát lành, nhiều cơ hội may mắn trong vận trình sự nghiệp nếu mà quý vị nắm bắt đúng cái cơ hội này. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn sẽ thì có những cái cơ hội thăng tiến vượt bậc, thu nhập thì tăng cao. Bằng cái nỗ lực không ngừng nghỉ của mình thì con giáp này cũng đạt được những cái thành tựu được cấp trên ghi nhận. Và trong cái ngày 23 tháng chạp âm lịch này thì những người tuổi Thìn có nhiều cái trải nghiệm mới cũng như là nhiều cái cơ hội đổi đời ở phía trước. Ngoài ra, những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng có cái tình yêu được đơm hoa kết trái. Đó. Bản mệnh hãy gì dành nhiều thời gian để quan tâm hơn đến cái nửa kia của mình, đến cái chuyện tình cảm của mình. Đó. Để cái chuyện tình cảm của mình nó trở nên mặn nồng hơn, hạnh phúc hơn. Cụ thể về vận bách sự nghiệp thì những người tuổi Thìn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chào đón cái ngày 23 tháng chạp với nhiều cái điều may mắn trong sự nghiệp đến với mình. Thì đây cũng chính là cái thời điểm mà gia chủ cần phải cố gắng tập trung hết sức để khẳng định cái giá trị của bản thân, vươn lên đến một cái vị trí cao hơn trong cái tập thể. Dưới sự nâng đỡ của quý nhân
Những người tuổi Thìn ấy cũng có thể nhận ra rằng cái công việc của mình đang làm ấy cũng được tiến triển suôn sẻ thuận lợi hơn hẳn so với trước đó. Dựa vào cái kinh nghiệm của mình thì các bạn có thể là gì? Xử lý gọn gàng những cái nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra được cái hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt được cái hiệu suất cao hơn. Bên cạnh đó, cái khó khăn nó xuất hiện trong cái khoảng thời gian này nó cũng không phải là cái điều gì đáng là lo ngại. Nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên là những người tuổi Thìn ấy thì cũng thường xuyên nhận được những lời cổ vũ cũng như là cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thậm chí các bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, biến nguy thành cơ và gặt hái được nhiều cái thành công ngoài mong đợi. Thêm nữa, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, nó còn thúc đẩy cái tinh thần khiến cho những người tuổi Thìn trong thời gian này trở nên chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn. Một khi mà đã xác định được cái mục tiêu ấy, là các bạn sẽ gì cố gắng đến cùng, không bỏ dở công việc giữa chừng. Nhiều người còn nhờ vào cái tính cần cù chăm chỉ của mình mà tránh được nhiều cái lỗi sai không đáng có, giúp cho tập thể hạn chế được những cái rắc rối không cần thiết. Nói chung ấy, trong thời điểm này thì cái sự nghiệp của những người tuổi Thìn cũng có những cái bước tiến triển ổn định. Đó, quý vị nên tin tưởng hơn nữa vào chính bản thân mình. Sau khi gặt hái được những cái thành công thì hãy tiếp tục đặt ra những cái mục tiêu, những cái tham vọng cao hơn. Hơn nữa, các bạn sẽ sớm ngày vươn tới cái đỉnh cao về tài lộc trong thời gian này. Đó. Và trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Thìn có nhiều cái cơ hội làm ăn nó mở ra. Dù không phải là cái cơ hội nào cũng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái lợi nhuận cao một cách nhanh chóng. Cái điều các bạn cần chú ý là trong khoảng thời gian này sẽ gì, quý vị hãy luôn chăm chỉ, quyết tâm, đừng vội vàng bỏ cuộc giữa chừng khi mà chưa thấy kết quả được như ý. Bên cạnh đó lại được cục diện tam hợp Thân Tí Thìn nó tương trợ giúp đỡ trong thời gian này, nên là những người tuổi Thìn thì có thể gặp gỡ được những cái đối tác, khách hàng đầy triển vọng và họ có thể giúp cho các bạn buôn may bán đắt, thu được cái lợi nhuận khả quan. Một vài người sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cái khách hàng mới hoặc là những cái mối làm ăn mới, giúp cho các bạn nhanh chóng mở rộng cái mạng lưới kinh doanh. Bên cạnh đó, cái chuyện đầu tư thì nó cũng diễn ra và trong khoảng thời gian này cũng khá là thuận lợi. Tuy nhiên, cái lợi nhuận nó chưa đổ về túi của các bạn nhanh chóng. Bản mệnh cũng cần phải kiên định với những cái định hướng của bản thân, đừng nóng vội khi mà chưa nhận được cái lợi nhuận. Có một số khoản mà các bạn cũng cần phải chờ đợi một khoảng thời gian tới thì nó mới hái được trái ngọt. Những người làm công ăn lương thì luôn cần cù chăm chỉ, hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được những lời khen ngợi của cấp trên với một cái mức lương thưởng tương xứng. Mọi công sức của các bạn rồi cũng sẽ được trả giá một cách xứng đáng trong tương lai. Vì thế, các bạn đừng có ngại khó khăn, đừng có ngại vất vả. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn ấy, hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái ngày 23 tháng Chạp, ngày Bính Thân, chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, dễ có được cái tài lộc như ý. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Dần, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mão và 4 là tuổi Thìn. Đây là 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.